Các bạn, ngày hôm nay tôi lại trở lại để giới thiệu một mẫu đồng hồ Casio nữa. Và đây là một bộ sản phẩm của Casio, gồm có hộp. Bên trong thì có đồng hồ. Cái mẫu này hiện tại đang làm mưa làm gió trên thị trường, mẫu EF556SG7A. Một bộ sản phẩm của nó thì tất nhiên gồm có hộp, đồng hồ, thẻ bảo hành 1 năm và giấy hướng dẫn sử dụng. Sau đây mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái mẫu đồng hồ 556 này. Về thiết kế thì mẫu đồng hồ này nó là dòng thể thao, dành cho cổ tay vừa và to một chút. Nói chung là mẫu này mặt 42mm thôi, không to lắm. Thiết kế thì bên trong nó sẽ có ba cái đồng hồ nhỏ. Khi bạn ấn nút trên cùng á, nó sẽ khởi động cái chức năng thể thao ở cái đồng hồ nhỏ góc 6 giờ. Các bạn ý, khi mà bạn bấm nút trên cùng, đồng hồ nhỏ góc 6 giờ bắt đầu đo, bắt đầu sẽ chạy thì kim dây thể thao đấy, nó là kim dây thể thao chạy thì đồng hồ góc 9 giờ sẽ bắt đầu đo phút trôi qua. Đấy, nhưng tất nhiên nó phải hết một vòng, bắt đầu nó nhảy một khắc phút mà. Sau bạn ấn lại nút trên cùng một lần nữa, nó sẽ tạm dừng chức năng thể thao. Ấn nút dưới cùng, nó sẽ reset lại cái chức năng thể thao này về vị trí mặc định. Đấy, các bạn để ý này. Tại vì nó lúc nãy nó đang đo phút rất là dài, nên là bây giờ nó đang chạy, em trả về vị trí mặc định. Các bạn thấy không ạ? Đấy, ok chưa? Còn cái đồng hồ nhỏ góc 12 giờ nó chính là đồng hồ 24 giờ trong ngày. Ví dụ bây giờ đồng hồ đang hiển thị là 4 giờ kém 10 phút, mà đây nó ghi ở chỗ số 16, 17 thì nó có nghĩa số 16 thì có nghĩa là đang giờ buổi chiều, ok chưa? Còn cái núm đồng hồ này nó có gen, khi bạn ngược chiều kim đồng hồ ra cho nó đẩy gen ra, sau đó bạn rút nhẹ một nấc chỉnh lịch. Đấy, hai nấc ta lại chỉnh giờ như bình thường. Sau khi chỉnh xong thì cái núm ở giữa bạn vừa ấn vừa xoay vào cho hết gen là sử dụng bình thường. Hiện tại cái đồng hồ này chúng tôi đang phá giá thị trường chỉ với mức giá 950.000 đồng cho đúng 10 bạn đầu tiên đặt hàng. Để đặt hàng các bạn vui lòng liên hệ 0912681586, chúng tôi sẽ giao tới tận nhà trên toàn quốc, nhận đồng hồ với thanh toán tiền. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.